Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, tối qua, Liên hoan tiếng hát giáo viên tỉnh Bình Dương lần thứ 5 năm 2022 tiến hành lễ tổng kết và trao giải. Liên hoan thu hút 43 đơn vị với 124 tiết mục tham gia tranh tài ở 3 thể loại: đơn ca, song tam ca, tốp hợp ca, hợp xướng. Ban tổ chức chọn 12 tiết mục xuất sắc nhất công diễn tại đêm tổng kết. Đây là những tiết mục có chất lượng chuyên môn cao, chất giọng tốt, phong thái biểu diễn tự tin, có sự đầu tư về đạo cụ, trang phục, nhạc nền tỉ mỉ và chu đáo. 3 ngày diễn ra liên hoan, các thầy cô giáo trong tỉnh có cơ hội giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, cùng nhau góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, toàn diện. Kết quả, ban tổ chức trao tổng cộng 40 giải chia thành 2 khối. Khối phòng giáo dục đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và khối các trường trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.